Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình xin giới thiệu đến cho anh em một cái khẩu súng siết bu lông hàng nội địa, không phải hàng nhái, hàng Huken. Thì súng này là súng nội địa nên là không phải hàng nhái, nên cái độ bền của nó rất chi là cao và súng rất chi là khỏe, bắn được ốc bánh sau xe ga anh em nhé. Thì cứ như các anh em cũng đã biết rồi, trên cái dàn xe máy thì ốc mà cứng nhất là có một con ốc bánh sau xe ga là cứng nhất thôi. Thì cái súng này là súng pin mình thì là cái đáp ứng được cái nhu cầu là bắn con ốc bánh sau xe ga. Thì khi anh em xài súng pin á thì nó rất chỉ là gọn gàng, là nó không, anh em không phải kéo dây hơi như cái dòng súng hơi phổ thông là anh em phải kéo dây hơi này, thì nó rất chỉ là vướng. Còn đối với súng pin thì là nó không vướng, nó cơ động, và anh em bắn những cái ốc trục càng này, những thay bắn ở những ốc trục sau, trục trước, anh em thay nhung xích là nó cơ động, nó nhanh lắm. Và đồng thời là khi anh em lưu động, anh em lưu động, anh em cầm đi cũng sử dụng rất chỉ là nhanh. Thì hôm nay tôi sẽ bắn ốc ra cái ốc bánh sau xe ga xe này. Thì đây là cái cò anh em có thể là chuyển hướng vào ra. Thì anh em để ý nhá, khi ra này anh em thấy có một nấc là khi anh em giữ cò nguyên, nhưng mà khi không có tải thì nó sẽ dừng lại. Đây anh em nhìn tôi bấm này, tôi bấm mà cái tay tôi vẫn giữ cò, nhưng mà không có tải thì nó sẽ dừng lại này. Đấy, tay tôi vẫn chặn cò nhưng mà nó dừng lại vì không có tải. Nhưng khi mà sử dụng là có tải là nó chạy liên tục luôn anh em nhé. Và đây là cái nút để anh em điều chỉnh này. Anh em nhìn thấy là đây là cái vạch báo pin, báo 3 vạch như thế này là pin đang đầy. Và đây có một cái nút điều chỉnh là nấc nhẹ, nấc mạnh anh em nhé. Đây, anh em chuyển sang chế độ này là nó chạy liên tục luôn. Đấy, chuyển sang chế độ này là nó chạy không có tải, nó sẽ ngắt. Đấy là cái nấc ra. Còn nấc vào, nấc vào thì anh em bấm. Đây, khi mà sáng đèn này anh em bấm này. Bấm, khi đây là nấc vào nhá. Nó nhẹ hơn. Nhưng khi anh em bấm, cái đèn này nó sáng lên thì nó mạnh này. Đấy, tôi bấm lại lần nữa này. Anh em nhìn thấy cái đèn bên này nhá. Mất, chuyển sang bên này là nhẹ. Bấm, chuyển sang cái này là mạnh. Đấy là lúc quay vào, còn quay ra. Ra đây đây. Tôi đang để nấc ngắt này anh em nhá. Nấc ngắt này bây giờ tôi bấm này. Ốc bánh sau xe ga thì yên tâm, con này thì một phát là ra ngay thôi. Giữ lấy bánh. Rất nhẹ nhàng anh em nhá. Rất nhẹ nhàng. Và hàng nhà mình thì mình ship hàng về đến tận nhà cho anh em luôn. Và anh em kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Và trước khi mà anh em kiểm tra hàng thanh toán tiền thì tôi yêu cầu là anh em sử dụng cho tôi một xe ga, ốc bánh sau xe ga chờ sẵn. Và khi shipper, nhân viên bưu tá mang súng đến giao cho các anh em thì ngay lập tức anh em cầm sử dụng luôn cho tôi như thế này. Nếu ra được con ốc bánh sau thì anh em lấy, không ra được thì anh em trả quay lại cho mình. Anh em không phải mất một đồng tiền phí nào anh em nhé. Như vậy là anh em tin tưởng mình là mình nói là khẩu súng này rất chi là mạnh và bắn được ốc sau xe ga, có bảo hành cho anh em 1 năm. Súng hàng nội địa, không phải hàng nhái, và từ pin cho đến thân máy nó rất chi là chắc chắn. Bây giờ tôi sẽ cho anh em xem phụ kiện của nó kèm theo có những gì anh em nhé. Vâng, đây là bên trong một hộp súng Huken hàng nội địa, không phải hàng nhái. Thì khi mở hộp lên thì đầu tiên là anh em thấy là nó có một dàn khẩu anh em nhé, một dàn khẩu rất chi là dài, chắc chắn đẹp, và đồng thời là rất chi là nhiều mũi vít, mũi bắn vít này, ba ke này, 4 cạnh này, 2 cạnh này, một dàn mũi tiếp tục từ mũi tá, mũi nhỏ nhất là mũi bao nhiêu đây? Nhỏ nhất là mũi số 6 này anh em này. Mũi số 6. Và đến cao nhất là đến số 12 này. 6, 8, 10, 12. Và bên này là một loạt mũi khoan. Mũi khoan anh em nhé. Mũi khoan. Và đồng thời có một cái cây để anh em sử dụng. Anh em bắn ở vị trí là nơi cong. Nơi cong anh em vẫn cong ở thế này. Anh em vẫn thò và anh em bắn. Bắn được là sử dụng bắn những nơi ốc ở vị trí gầm xe. Cong. Và cái súng này nó có lợi ưu điểm là anh em đây, anh em bắn siết bô lông thì siết không, anh em cắm vào đây anh em sử dụng các mũi vít. Đấy, nó rất chỉ là tiện, 2 trong 1. Đấy, súng á thì là đây, đây là thân súng này, thân súng, và đồng thời là hai pin anh em nhá. Pin của nó rất chỉ là nặng mà rất chỉ là chắc chắn, pin rất chỉ là chắc chắn, nó không giống như cái xe hàng nhái. 2 pin, 1 cục sạc
hai pin mục sạc anh em nhá. Và đây là cái dây đeo để anh em sử dụng bắn mái tôn. Anh em nào không siết bô lông thì bắn trên cao thì anh em có thể là dùng cái dây này để an toàn, không bị rơi súng. Đấy, thì đó là bên trong một cái hộp phụ kiện súng Huken, súng pin hàng nội địa. Súng này thì xài thì bảo hành cho anh em 1 năm luôn anh em nhé, thoải mái xài. Súng này thì yên tâm rồi, rất cơ động anh em nhé, rất nhiều phụ kiện, rất cơ động, 2 trong 1, vừa siết bu lông vừa khoan luôn, vừa bắn vít. Anh em cần hàng thì liên hệ vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp hàng cho anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.